Để đánh giá kết quả năm thứ hai thực hiện các tiêu chuẩn trên, trong tuần vừa qua, Bộ Quốc phòng đã cử các đoàn công tác kiểm tra việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu ở một số đơn vị trong toàn quân. Quán triệt nghiêm vai trò ý nghĩa của công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong năm qua, các cơ quan đơn vị toàn quân đã bám sát nội dung các tiêu chuẩn để cụ thể hóa thành các chỉ tiêu trên từng mặt công tác. Kết hợp phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề của năm huấn luyện 2021, từng tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện mỗi mục tiêu biểu ở các đơn vị đã thể hiện sự đồng đều và vững chắc. Phóng viên Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng để tìm hiểu rõ hơn về đợt kiểm tra này. Thưa đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng, việc Bộ Quốc phòng tổ chức đoàn kiểm tra theo 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu trong dịp này thì có ý nghĩa và mục đích như thế nào? Hàng năm thì Bộ Quốc phòng đều thành lập các cái đoàn kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu trong toàn quân. Năm nay thì Bộ Tổng Tham mưu xây dựng kế hoạch thành lập 4 đoàn kiểm tra do Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn để kiểm tra 20 đầu mối cơ quan đơn vị trong toàn quân, từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên. Thông qua kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ đánh giá thực chất kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu theo chỉ thị 9/17 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và đặc biệt là cái chất lượng từng tiêu chuẩn một so với năm trước có vấn đề gì là đạt kết quả tốt hơn, và đặc biệt những vấn đề hạn chế tồn tại để hướng dẫn đơn vị có cái biện pháp tập trung khắc phục trong thời gian tới để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện một cách thực chất và hiệu quả hơn. Vâng, qua làm việc thì đoàn công tác của Bộ Quốc phòng bước đầu đánh giá chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu ở các đơn vị như thế nào ạ? Nhìn chung đánh giá là chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện bước đầu của các đơn vị là đạt được khá toàn diện. Nhưng tôi cho rằng năm nay cái đột phá của toàn quân mà đặc biệt là các đơn vị vừa rồi kiểm tra thì đột phá tập trung vào khắc phục những khâu yếu mặt yếu, nhất là nâng cao cái chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và đặc biệt là cái quản lý chính quy và rèn luyện kỷ luật. Bởi vì đây là trong những cái tiêu chuẩn quyết định đến cái việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và đặc biệt là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có đạt hay không, chủ yếu ở cái nội dung này là kỷ luật, là sức mạnh của quân đội nó luôn luôn đúng và được thể hiện đầy đủ như trong cái đợt phòng chống dịch vừa rồi. Các cơ quan đơn vị vừa phải điều động tăng cường lực lượng đi giúp cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tham gia phòng chống dịch, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở xây dựng cơ quan đơn vị của mình, nhưng mà trong suốt 3 tháng trời tăng cường lực lượng với trên 4 vạn cán bộ chiến sĩ và y bác sĩ và sinh viên trường học viện quân y vào trong đấy thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phân tán nhỏ lẻ, khó khăn, gian khổ và phức tạp, nhất là điều kiện về dịch bệnh và thời tiết, nhưng 100% cán bộ chiến sĩ đều chấp hành nghiêm kỷ luật. Còn tiêu chuẩn 1 vững mạnh về chính trị thì các đơn vị đều đạt và đạt rất là tốt. Đấy. Cái thứ hai nữa là các cái tiêu chuẩn 4 tiêu chuẩn 5 về bảo đảm hậu cần, bảo đảm kỹ thuật thì các đơn vị có rất nhiều cách làm sáng tạo hay. Thưa đồng chí, trên cơ sở những kết quả kiểm tra thì thời gian tới Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị khắc phục những điểm còn hạn chế như thế nào? Thì chúng tôi xác định lấy chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm các đơn vị để hướng dẫn các đơn vị có cái quyết tâm chính trị cao hơn, đặc biệt là có những chủ trương biện pháp kịp thời đúng đắn để đột phá khắc phục những khâu yếu mặt yếu để bảo đảm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện một cách thực chất hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với Quân ủy Trung ương, Tham mưu Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục cụ thể hóa cái nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương năm 2022 và chỉ lệnh quân sự quốc phòng của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam với những nội hàm, chỉ tiêu, nội dung biện pháp sát thực với từng loại hình đơn vị. Đặc biệt là tới đây Bộ trưởng ban hành chỉ thị mới về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu trong toàn quân thay thế chỉ thị 9/17 trước đây, thì các cấp ủy, các cấp đều phải ban hành cái nghị quyết lãnh đạo chuyên đề. Thế và người chỉ huy sẽ xây dựng cái kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện hàng năm sát đúng với tình hình của từng loại hình đơn vị và nhiệm vụ của đơn vị mình để bảo đảm cho Quân đội Nhân dân Việt Nam là xây dựng ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng hoàn thiện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình mới. Xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ với kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
Qua kiểm tra cụ thể trên từng tiêu chuẩn lớn và các tiêu chí phụ, đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng đã ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt trong tổ chức các mô hình, phong trào thi đua, công tác duy trì huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật ở các đơn vị. Mỗi đơn vị đã phát huy nội lực và khả năng sáng tạo linh hoạt để tìm ra những cách làm phù hợp nhất với đặc thù, phát huy điểm mạnh và khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Những kinh nghiệm này sẽ được Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đúc kết để hoàn thiện các tiêu chuẩn sát hơn nữa, phù hợp với xu hướng phát triển của quân đội trong những năm tới. Bám sát vào từng chỉ tiêu của từng tiêu chuẩn, năm nay Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng công tác huấn luyện gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trong đó, lấy chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của từng phân đội làm nòng cốt để đánh giá chất lượng xây dựng tiểu đoàn, trung đoàn vững mạnh toàn diện. Từ đây, tạo động lực thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, phấn đấu đạt mẫu mực tiêu biểu. Chọn ra một số đơn vị mẫu tiêu biểu để nhân ra trong toàn sư đoàn. Và một trong nội dung nữa là về xây diện là cũng phải thường xuyên có sự quan tâm của cấp ủy, người chỉ huy tư về kể cả về chủ trương cũng như các giải pháp, về kể cả là cái đầu tư về cái vật chất để tạo điều kiện cho các đơn vị xây dựng mẫu mục tiêu biểu. Và lữ đoàn 429 binh chủng đặc công vẫn duy trì tốt nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tình cảm yêu mến, sự trân trọng đã được nhân dân miền Nam gửi đến thầy trò nhà trường và đơn vị qua những bức thư, bưu thiếp. Đây là kết quả của việc thực hiện tốt tiêu chuẩn 1-2 để đơn vị luôn vững mạnh về chính trị, thực hiện tốt nền nếp chính quy, làm nền tảng đạt toàn diện ở các tiêu chuẩn khác. Nổi bật là đã phát huy nội lực, chủ động, tích cực, quan tâm chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ học viên, nhân viên chiến sĩ, và chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường ngày được nâng lên. Xây dựng cái quyết tâm, xây dựng cái bản lĩnh đặc biệt tinh nhuệ, và cán bộ chiến sĩ phải 100% sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thì rất mong các đồng chí thời gian còn lại của năm 2021 thì tiếp tục tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ còn lại trong năm 2021. Thế còn năm 2022 thì tình hình tôi nói về bệnh dịch ấy, thì chắc chắn là còn cao dài, nó còn nhiều tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, còn đòi hỏi cái công tác huấn luyện, công tác giải đấu của ta đấy là ngày càng cao để sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bộ giao trong tình hình mới. Những tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện rất rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ thêm các nội hàm của khái niệm mẫu mực tiêu biểu để các đơn vị cụ thể hóa, phù hợp với đặc thù ngành mình, lĩnh vực mình. Tiếp tục chương trình tặng 5.000 phần quà nghĩa tình quân dân, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong 2 ngày vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trao 1.000 phần quà hỗ trợ người dân tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước. Mỗi phần quà trị giá gần 500.000 đồng gồm các thực phẩm thiết yếu như gạo, cá hộp, dầu ăn, mì tôm được Quân khu 7 trao tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp người dân ổn định cuộc sống, cùng địa phương thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Thời gian qua, thực hiện chiến dịch cao điểm giúp dân vượt khó chống dịch, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức nhiều mô hình như ATM gạo nghĩa tình, gian hàng không đồng, cửa hàng không đồng lưu động và các chương trình tặng quà với tổng số tiền gần 900 tỷ đồng. Tại trường quân sự quân khu 1, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bế mạc hội thi giáo viên các trường quân sự quân khu quân đoàn năm 2021. Sau một tuần tranh tài sôi nổi ở các nội dung, hội thi giáo viên các trường quân sự quân khu quân đoàn toàn quân năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Các giáo viên tham gia đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tính sáng tạo, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giành kết quả cao trong hội thi. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc hệ thống thao trường, giảng đường, bãi tập, bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng các nội dung theo yêu cầu của đề thi. Kết quả hội thi phản ánh thực chất, trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, đồng thời cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế về kỹ năng sư phạm và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của đội ngũ giáo viên các trường quân sự, quân khu, quân đoàn hiện nay.
Vừa qua, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến thăm và kiểm tra một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã quán triệt, thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, đặc biệt là trong điều kiện vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đoàn công tác yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của cấp trên về công tác chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Bộ đội Biên phòng đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nhất là lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang vừa tổ chức trang trọng lễ an táng 55 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Đây là những hài cốt liệt sĩ được đội K93 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh trong năm vừa qua. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa tổ chức gặp mặt tặng quà người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới năm 2021. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Đây là những cá nhân tiêu biểu trong việc chăm lo lợi ích của cộng đồng, tích cực vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, thực hiện xóa đói giảm nghèo, vận động con cháu dòng họ tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, định canh, định cư, không di dịch cư trái pháp luật, không để xảy ra việc tranh chấp đất đai, không phá rừng làm rẫy. Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An mong muốn người có uy tín tiếp tục giúp đỡ cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.